Nữ quái giả vờ mua hoa, rồi nhanh tay lượm điện thoại trước mặt chủ tiệm hết sức ma mảnh. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội về phòng chống kẻ gian truyền tay nhau vụ việc manh động như sau. Màn trộm cao siêu của nữ quái, vào tiệm bất chấp có người nhưng nữ quái có pha trộm cắp siêu chuyên nghiệp. Vậy lỗi này thuộc về ai? Vì chủ tiệm hoa quá lơ là tài sản của mình hay vì nữ quái kia quá cao tay ấn? Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể, trích xuất camera an ninh một tiệm ở Khánh Hòa cho thấy, lúc này có một người phụ nữ vào vờ đặt giỏ hoa tươi. Trong lúc người trong tiệm làm hoa, người phụ nữ này một tay cầm bó bông khá to ngắm nghía, mục đích mụ này không phải mua bó hoa. Mọi người biết mụ ta sẽ làm gì không? Đúng rồi đấy, người phụ nữ giở trò bàn tay hư, dùng bó hoa to này để che chắn. Tay còn lại thò vào quầy lấy hai điện thoại một cách dễ dàng rồi giấu vào người. Hành động diễn ra một cách khá bình tĩnh như chốn không người. Sau đó người phụ nữ này cũng rời đi với chín lợi phẩm trong tay mà không thèm mua hoa của shop. Cứ thế mà bỏ đi, cứ thế mà chủ shop hoa cũng không hề hay biết mình bị mất toi tài sản. Dân mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì tại buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh không biết sợ là gì. Mong pháp luật cần quán triệt những đối tượng này trong xã hội ngày nay. Được biết khổ chủ đã trình báo cơ quan chức năng nhưng trên hết là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy làm bài học phòng chống và rút kinh nghiệm, nhất là những cửa tiệm, những shop đông người ra vào vãn lai. Còn bà mới thấy sao về tình huống giả vờ mua hoa rồi ra tay trộm tài sản ngay trước mặt chủ tiệm này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.